tuy xe không cộng một pin chip không. Email BBC Nguyễn Kỳ Phong 7/3/2018 Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson 1908-1973. Ảnh Getty Images. Cuộc tổng công kích năm 1968 của Bắc Việt đã chuyển những thắng lợi quân sự của Hoa Kỳ và VNCS thành những thất bại về chính trị và tâm lý. Với tất cả những lạc quan, MACV báo cáo về ngũ giác đài. Với những tuyên bố đầy niềm tin của Westmoreland trước báo chí trong lần viếng thăm Hoa Thịnh Đốn vào cuối năm 1967, nhưng dư luận nội địa Hoa Kỳ vẫn không tin Hoa Kỳ và VNCS đang nắm thế thượng phong vào mùa xuân năm 1968 ở Việt Nam. Làm sao dư luận tin được khi thấy hình ảnh cái quốc ấn của Hoa Kỳ nằm dưới đất, bên cạnh là xác những người lính Mỹ chết để bảo vệ nó. Làm sao tin được tình hình an ninh ở miền Nam bắt đầu an toàn và cộng sản đang quay trở lại giai đoạn chiến tranh du kích vì bị thiệt hại nặng ở chiến trường, khi tòa đại sứ Mỹ ở trung tâm thủ đô Sài Gòn bị xâm nhập và bắn nát. Từ đầu năm 1968, Tổng thống Johnson đã quyết định nhiều thay đổi về phương diện quân sự và ngoại giao liên quan đến tình hình Việt Nam. 19 tháng 1, 1968, Johnson đề cử Clark Gifford thay McNamara ở chức Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 22 tháng 3, Johnson triệu hồi Westmoreland trở lại Mỹ thay thế tướng Heather Kay. Johnson làm tư lệnh lục quân và bổ nhiệm tướng cờ Dickton Abrams thay Westmoreland ở Markover. Không phải vì cuộc tổng tấn công vào đầu năm làm cho Tổng thống Johnson có những quyết định này. Ông đã có hai quyết định đó từ tháng 11, 1967 sau khi McNamara thay đổi ý định theo đuổi cuộc chiến và đề nghị Johnson ngưng dội bom, tìm cách thương lượng với Hà Nội. Lúc đầu, các cố vấn quan trọng của Johnson kể luôn vị tân Tổng trưởng Quốc phòng Griffith không đồng ý với đề nghị của ông Tổng trưởng bỏ cuộc McNamara. Nhưng đến tháng 3, 1968, trừ giới quân nhân, tất cả những cố vẫn có ảnh hưởng với Johnson đều khuyên Johnson nên xuống thang cuộc chiến và tìm giải pháp thương lượng. Rồi chuyện khó khăn này dẫn đến chuyện khó khăn khác, cuộc tổng tấn công của Bắc Việt. Westmoreland xin thêm hơn 200.000 quân để giữ điểm đối phương, và những cuộc trưng cầu dân ý của năm bầu cử tổng thống cho thấy đa số cử tri không còn ủng hộ Johnson thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Chiến tranh Việt Nam đến giai đoạn này là một ung nhọt mà Tổng thống Johnson không thể làm lơ. Sự lo lắng của Tổng thống Johnson không phải không có lý do. Đến cuối năm 1967 đầu năm 1968, lòng dân và thế lực chính trị tại nội địa Mỹ thay đổi, nhiều khó khăn quốc nội làm ảnh hưởng đến những quyết định của Johnson đối với chiến tranh Việt Nam. Những người ủng hộ kế hoạch và đường lối chính trị của Johnson trong quá khứ lần lượt lên tiếng phản đối. Mục sư Martin Luther King, một trong những người ủng hộ các chương trình xã hội và dân quyền của Tổng thống Johnson từ năm 1964, bắt đầu lên tiếng phản đối, tuyên cáo Johnson đã bỏ rơi chương trình đại xã hội, một chương trình nâng cao quyền bình đẳng và mức sống cho dân nghèo ở Hoa Kỳ, vì quá chú tâm về vấn đề Việt Nam. Năm 1967, ngân sách quốc gia Hoa Kỳ bị thâm thủng gần 30 tỷ, và Johnson phải quyết định hoặc là tăng thuế, hoặc là giảm ngân sách quốc phòng. Nhưng tăng thuế thì mất lòng cử tri, giảm chi phí quân sự thì lại càng không được đối diện với cuộc chiến ở Việt Nam và tình hình an ninh chung trên thế giới. Những dân biểu nghị sĩ thủ lãnh ở quốc hội trước đây vẫn trung thành với Johnson, bây giờ chỉ trích Johnson và cuộc chiến ở Việt Nam. Họ nói chiến tranh Việt Nam làm đổ tỉnh ủy ban ngoại giao Thượng viện hăm dọa ông sẽ đình trệ ngân khoản quốc phòng khi vấn đề được đem lên Thượng viện bàn thảo. Theo Fulbright, không những chương trình đại xã hội của Johnson không thành công, ngược lại xã hội Hoa Kỳ đang trở thành một xã hội bệnh hoạn. Ông nghĩ Hoa Kỳ không có đủ tiền để chiến thắng hai cuộc chiến chống cộng ở Việt Nam và cuộc chiến chống bất bình đẳng và nghèo đói cho dân hạ lưu ở nội địa Mỹ. Trong hai cuộc chiến đó, chẳng những Johnson không thắng được trận nào, mà không chừng thua luôn cả hai. Ngoài Fulbright ra, những dân biểu nghị sĩ có ảnh hưởng ở quốc hội bắt đầu đặt câu hỏi về sự thành công của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. Quân chúng ta đông, nhưng đối phương đánh theo sự lựa chọn,
chiến trường của họ, nghị sĩ Stennis thổ lộ với nghị sĩ Hallings. Trong khi đó, xã hội Mỹ càng ngày càng rối. Thêm, từ mùa hè năm 1967, bạo động đã xảy ra ở nhiều thành phố. Trên đất Mỹ, phần lớn là những thành phố có dân da đen cư ngụ. 26 người chết ở Newark, New Jersey, 40 ở Detroit, Chicago. Bạo động càng dữ dội hơn khi mục sư Martin Luther King bị bắn chết vào đầu tháng 4, 1968. Thẩm quyền an ninh dân sự và quân sự phải vận động 75.000 lính để tái lập trật tự. Kết quả những cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của King có 39 người chết và hơn 2.500 người bị thương, phần lớn là dân da đen. Nhưng đó chỉ là những bạo động nhỏ so với cuộc bạo động ở Chicago vào tuần lễ nghị hội đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Democratic Nomination Convention vào mùa hè năm 1968. Với những biến chuyển dồn dập, Tổng thống Johnson phải quyết định trưa ngày 26 tháng 3, 1968, một số nhân vật quan trọng và thân cận với Tổng thống Johnson họp lại ăn trưa tại Tòa Bạch Cung và đồng thời thảo luận cho ý kiến về vấn đề Việt Nam. Những người trí giả đang tụ họp vào buổi trưa thứ ba này là những công thần của nước Mỹ. Họ đã phục vụ nước Mỹ từ ngày đầu của đệ nhị thế chiến cho đến ngày đầu của chiến tranh lạnh, cho đến giai đoạn khó khăn đang đối diện Hoa Kỳ ngày hôm nay. Có mặt trong bữa ăn đó là những công thần lão thành của Mỹ quốc như Dean Acheson, Douglas Dillon, Jean McCroy, Arthur Dean, Robert Murphy. Trước khi gặp các trí giả cố vấn, sáng hôm đó Johnson đã gặp tham mưu trưởng liên quân Wheeler và đại tướng Abrams tại Tòa Bạch Ốc để nghe họ tường trình. Khi nghe, Wheeler và Abrams xin Johnson thêm quân, xin được đánh qua Lào và Campuchia, xin gia tăng dội bom Bắc Việt để dứt điểm đối phương trong lúc đối phương đang bị thiệt hại nặng và hấp hối. Johnson trả lời họ bằng một giọng rất buồn và đau khổ. Ông nói cho hai sĩ quan cao cấp là ông muốn làm cho đúng, dù ông bị thất cử trong nhiệm kỳ tới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra cho chương trình đại xã hội khi ông lấy bớt ngân quỹ dùng để xây cất gia cư cho dân nghèo, ngân quỹ của chương trình giáo dục và chương trình nâng đỡ giai cấp lao động. Ông nhấn mạnh năm nay là năm bầu cử mà ngân sách thì cần thêm tiền, phải tăng thuế, trong khi Việt Nam thì cần thêm quân. Ông nói ông có thể chịu đựng áp lực chính trị để thỏa mãn những đòi hỏi của giới quân nhân. Nhưng dù như vậy, ông vẫn chưa có thể nói cho người dân biết được tương lai cuộc chiến Việt Nam sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi theo con đường đang đi. Ông kết thúc cuộc nói chuyện với Wheeler và Abrams bằng lời hứa hẹn là nếu đại tướng Westmoreland cần thêm 206.000 quân nữa thì ông sẽ cho nếu quân đội có dư được số quân. Đó, nội dung những gì Johnson muốn nói, chúng ta có thể đoán được là dân Mỹ không còn ủng hộ cuộc chiến ở Việt Nam nữa. Cuộc họp trưa ngày 26 tháng 1, 1968 giữa các trí giả và Tổng thống Johnson xảy ra như dự định, và chúng ta có thể đoán được những lời cố vấn của họ sẽ nói ra. Mở cờ Gheo Ghe Bundy, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Kennedy và Johnson đại diện cho phía muốn ngưng đánh, phát biểu vắn tắt, chúng ta không còn thì giờ để đạt được mục tiêu đã định. Đa số trong buổi họp này nghĩ chúng ta không nên gia tăng cường độ cuộc chiến hay kéo dài cuộc chiến. Gia tăng hay kéo dài cuộc chiến là đi ngược lại quyền lợi quốc gia. Johnson nghe những lời cố vấn trong sự ngỡ ngàng và có thái độ giận dữ khi nói chuyện trong phòng riêng với hai bộ trưởng Griffith và Rudd. Dù thất vọng với những lời cố vấn của đa số trí giả, Johnson biết mình không thể nào đi ngược lại ý dân. Sau buổi họp với những trí giả cố vấn, Johnson có khoảng 5 ngày để soạn thảo một bài diễn văn nói cho dân Mỹ biết ý định của ông về chiến tranh Việt Nam. Ông dự định sẽ đọc một bài diễn văn trước quốc dân vào ngày 31 tháng 3, 1968 một chiều Chủ nhật. Một trong những người có nhiều ảnh hưởng đến các tổng trưởng, cố vấn và chính Tổng thống Johnson về đường lối chiến tranh Việt Nam là Griffith, người thay McNamara ở Bộ Quốc phòng từ đầu năm 1968. Theo nhiều sử liệu và hồi ký, Tổng trưởng Quốc phòng Griffith đã có ác cảm về cuộc chiến Việt Nam ngay trong những ngày đầu nhậm chức. Ông đã tỏ thái độ chống lại chiến tranh Việt Nam ngay sau trận tổng công kích Mậu Thân, và khi Westmoreland yêu cầu viện thêm 206.000 quân để thanh toán
chiến trường. Dựa vào phản ứng bi quan của dư luận, Griffith muốn 1. Quân đội Hoa Kỳ ngừng đánh và nhường chiến trường đó lại cho quân đội viện CS. 2. Tìm một thương lượng trên mặt trận ngoại giao để đem Hoa Kỳ khỏi cuộc chiến. Và khi Griffith đã quyết định thì khó có tướng lãnh nào ở ngũ giác đài từ chối, hay cãi lại. Làm sao cãi lại với một người đã viết ra bộ luật đẻ ra chức tổng trưởng quốc phòng, chức tham mưu trưởng liên quân, quân chủng không quân, CIA, hay hội đồng an ninh quốc gia. Trong chiến tranh Việt Nam, nếu Henry Kissinger là người bắt buộc VNCS phải ký vào tờ giấy khai tử của chính mình vào năm 1973, thì năm 1968 Clark Lee Fowler là người đã bắt buộc VNCS phải tự đơn thân gánh vác cuộc chiến. Như một điểm xấu, rạng sáng ngày 31 tháng 1, 1968, rạng sáng mùng 2 Tết ở Sài Gòn, trưa ngày 30 ở Hoa Thịnh Đốn, khi Việt Cộng tấn công vào thủ đô Sài Gòn, thì buổi trưa ở Hoa Thịnh Đốn Quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận Griffith vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Rồi trong hai tuần lễ liên tiếp, những tin tức dồn dập từ MACV gửi về chẳng những không làm cho Bộ Quốc phòng và Tòa Bạch Ốc lạc quan, trái lại càng làm cho giới thẩm quyền bên nhà rối loạn vì những tin tức trái ngược. Quân đội Hoa Kỳ đụng trận trên 4 vùng chiến thuật, căn cứ lực lượng đặc biệt Mỹ ở Lang Vây, 10 cây số Nam Khe Xanh bị tràn ngập vào 7 tháng 2. Trong trận này, lần đầu tiên Cộng sản dùng xe tăng để áp đảo một căn cứ. Căn cứ Khe Xanh thì bị áp lực dồn dập từ ngày 20 tháng 1, và từ tháng 2 trở đi căn cứ chỉ có thể nhận tiếp liệu bằng cách thả dù, vì phi trường không còn an toàn cho phi cơ lên xuống. Tổn thất Mỹ trong hai tuần lễ đầu tiên là 400 và 416 tử thương. Tuần lễ thứ 3, 17/2/68, Hoa Kỳ có 543 tử thương và 2547 bị thương, 5 lần số thương vong trung bình hàng tuần. Trước Tết, tuần lễ có số thương vong cao nhất của năm 1967 là 232 chế, 1381 bị thương. Từ 6 tháng 1 đến 30 tháng 3, Hoa Kỳ có 4778 tử thương. Chính con số tử thương này làm cho thẩm quyền Hoa Kỳ bên nhà ngạc nhiên khi so sánh tình hình hiện tại và tình hình trong hai tường trình của Westmoreland và đại sứ Bunker trước đó 2 tháng, tháng 11, 67. Westmoreland báo cáo với Hoa Thịnh Đốn, quân đội đồng minh nắm thế thượng phong, dần dần có thêm sức mạnh để ngăn chặn đối phương mở những cuộc tấn công có cấp số cao. Với báo cáo và tin tức hoàn toàn trái ngược, ngày 28 tháng 2, Johnson ra lệnh cho tân tổng trưởng quốc phòng Griffith lập một ủy ban để duyệt xét lại tất cả kế hoạch về Việt Nam. Ông yêu cầu Griffith trong 5 ngày làm việc phải trả lời cho ông biết một số câu hỏi về tình hình Việt Nam để ông có thể quyết định. Một trong những câu hỏi quan trọng là có nên cung cấp quân theo lời yêu cầu của Westmoreland không, và những quyết định quân sự sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với công luận và quốc hội. Sau 5 ngày làm việc và hội họp để thâu thập ý kiến của các cố vấn dân sự, hỏi chuyện các tư lệnh quân sự, Griffith đi đến một quyết định trung dung khi trình bày cho Tổng thống Johnson, gửi một số ít quân để thỏa nhu cầu chiến trường, duyệt xét tình hình quân sự hàng tuần, chú trọng đến tình hình chính trị và quân sự của VNCS, và duyệt xét lại tất cả kế hoạch quân sự và chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Trong buổi họp ngày thứ 2, 4 tháng 3, 1968, với sự có mặt của tham mưu trưởng ban tham mưu liên quân, Griffith lý luận với Tổng thống và các tổng bộ trưởng quan trọng đang hiện diện, chúng tôi xin đề nghị trong bản báo cáo này là chỉ cung cấp đủ quân để đối phó với những cấp bách đang xảy ra ở mặt trận trong vòng 3, 4 tháng sắp đến. Chúng ta chỉ có thể giúp được như vậy. Tiếp theo lời của Griffith, Bộ trưởng Tài chánh Joe Flower cho Tổng thống Johnson những tiên đoán về tình hình tài chánh quốc gia. Ông Bộ trưởng Tài chánh cho biết chính phủ phải quyết định giữa cuộc chiến Việt Nam và các chương trình xã hội kinh tế tại nội địa. Sau khi nghe những tường trình và đề nghị của Griffith và Fowler, tham mưu trưởng liên quân Wheeler và Bộ trưởng Ngoại giao dắt hai người duy nhất đại diện cho phía quân sự và có lập trường cứng rắn với Bắc Việt trình bày ý kiến của họ. Đại tướng Wheeler trở nên nhân nhượng hơn với đòi hỏi của ngũ giác đài và ma cờ ở. Ông vẫn đề nghị cho thêm 205.000 quân, nhưng không cần gửi liền tất cả mà có thể trải số quân này ra
trong một giai đoạn 9 tháng. Khi đến phiên Đin Dắt, ông Bộ trưởng Ngoại Giao cũng bắt đầu có thái độ hòa hoãn, thay vì giữ quyết định không ngưng oanh tạc miền Bắc, ông đề nghị Hoa Kỳ ngưng oanh tạc vào những tháng mưa để có thể dò xét thái độ của Hà Nội, coi họ muốn thương lượng hay không, mà Hoa Kỳ vẫn giới hạn được lưu lượng xâm nhập từ miền Bắc, mùa mưa giới hạn vận chuyển xâm nhập vào Nam rất nhiều. Thái độ nhân nhượng của Đại tướng Wheeler dễ hiểu, trong nhiều lần nói chuyện với Griffith trước buổi họp, Wheeler chưa lần nào cho Griffith một xác định rõ ràng về tình hình và tiến trình cuộc chiến. Trong lần họp cuối cùng ngày 2 tháng 3, hai ngày trước khi đúc kết bản tường trình cho Tổng thống, Griffith có một số câu hỏi và nhận được những câu trả lời như sau. Liệu 205.000 quân nữa có giải quyết được chiến trường không? Không chắc chắn được. Nếu 205.000 quân vẫn chưa đủ, thì cần thêm bao nhiêu nữa và khi nào thì cần? Không cách gì tuyên đoán được. Đối phương có thể gia tăng quân số nếu chúng ta gia tăng thêm quân. Có thể chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách dội bom gây nhiều thiệt hại về nhân mạng cho đối phương, nhưng dội bom không thì không thể chấm dứt cuộc chiến. Nếu chúng ta gia tăng dội bom thì thương vong bên ta có thể hạ xuống không? Rất ít, nếu nói là không thay đổi nhiều, vì phần lớn thương vong của chúng ta xảy ra trên chiến trường ở miền Nam. Hoa Kỳ phải tiếp tục gửi quân gánh vác cuộc chiến bao lâu nữa? Chúng tôi không biết đến khi nào thì quân đội VNCS có thể thay thế gánh vác cuộc chiến. Và với những câu trả lời như vậy, chúng ta có thể tạm hiểu được sự khó khăn của Griffith khi ông không muốn tăng thêm quân theo lời yêu cầu của McGovern. Với 90% lực lượng quân sự của mặt trận giải phóng miền Nam bị tiêu diệt, với toàn thể cơ sở hậu cần bị khám phá và hủy hoại, Westmoreland và tư lệnh quân đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương, Đô Đốc Sáp, thấy rõ đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để triệt tiêu sinh lực của đối phương. Ngày 1 tháng 3, Đô Đốc Sáp thỉnh cầu Ngũ Giác Đài cho phép ông được dội bom tất cả các mục tiêu, trừ nhà thương, trường học, dân cư và thuyền bè ngoại quốc. Không thể để cho đối phương đánh theo ý của họ, vì như vậy, trong ý nghĩa chiến lược, họ sẽ nắm lấy thế công trong khi chúng ta giữ thế thủ. Phải nhớ chúng ta đang đối diện với một đối phương rất lì, Sáp viết trong điện văn gửi về Ban Tham mưu Liên quân. Ngày hôm sau, 2 tháng 3, Đại tướng Westmoreland xin phép được đánh qua Lào để cắt ngang đường mòn Hồ Chí Minh. Đồng thời ông thông báo hoạt động của Cộng sản ở Thượng Lào rất nguy hiểm cho tình hình chung ở Đông Nam Á. Westmoreland đề nghị Hoa Kỳ can thiệp vào Thượng Lào qua lời yêu cầu của Thái Lan, như được ghi ở các điều khoản trong Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á. Ngày 4 tháng 3, Đô Đốc Sáp đánh thêm một điện tín về Hoa Thịnh Đốn nữa. Lần này, giọng văn trong điện tín quyết liệt hơn. Chúng ta đang đứng trước ngã tư của những quyết định, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh quân sự với tất cả hiệu lực chúng ta có thể cung ứng. Chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch gia tăng áp lực từng nấc và chờ cuộc chiến kéo dài ra một cách vô hạn, hoặc là chúng ta có thể rút quân ra khỏi Đông Nam Á như bại trận, để lại đồng minh chúng ta một mình đối diện với kẻ thù. Đến lúc chúng ta phải cứng rắn bằng lời nói và hành động, đó là phương cách duy nhất mà Cộng sản hiểu được. Nhưng hoặc giới thẩm quyền dân sự ở Hoa Thịnh Đốn không thấy rõ kế hoạch quân